học. Tổng kết. Bạn vừa được học về phân khúc thị trường và định vị doanh nghiệp, và hiểu được tầm quan trọng của việc xác lập định vị rõ ràng trên thị trường để hiện thực hóa tầm nhìn của bạn. Bạn cũng đã học được cách xây dựng chiến lược marketing dựa trên định vị doanh nghiệp. Bây giờ hãy dành thời gian để phân khúc thị trường. Lựa chọn khách hàng mục tiêu, viết tuyên bố định vị doanh nghiệp và quyết định chiến lược 4 chữ P của bạn.